Shop Sơn TV.com, nơi bán nick liên quân, verify uy tín giá rẻ, vòng quay quân huy hấp dẫn, thử vận máy nhận nick cực ngon, nhanh tay truy cập Shop Sơn TV.com. Welcome to Arena of Valor. Ok. Chào toàn thể anh em đến với kênh của mình. Trong clip này thì sẽ làm về vị tướng Violet, một vị tướng xạ thủ, nói chung leo mức rank nào cũng được cả anh em ạ. Từ đồng đoàn đến cao thủ chiến tướng thách đấu thì vị tướng này vẫn là một vị tướng leo rank ổn. Tất nhiên thì để mà Violet mạnh so với đó là thời kỳ hoàng kim thì chắc chắn đó là không thể xóa được. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì Violet là một chất tướng vẫn là đáng chơi, một xạ thủ leo rank nào cũng ổn, leo rank nào cũng tốt, và không đòi hỏi đó là quá khó chơi. Vì tướng này chỉ cần anh em lồn làm sao cho hợp lý, đừng có lồn một cách hở hánh là được. Tay bên bàn thì định ép vào bua, tình huống này thì chơi luôn này, quật luôn này. Mà lộc tem định mất tốc biến, nhưng mà mình thì cũng đó là lên ma lộc thì có thể chạy được, nhưng mà cá hí thì không chạy được, và cuối cùng cái chiến công đâu dành cho mình. Trận đấu này đối đầu với mình bên kia chiến tuyến là xạ thủ Lavi. Lavi thì ở giai đoạn đầu game chưa phải là xạ thủ mạnh nên là không sợ anh em ạ, giai đoạn V6 thôi, còn đầu game thì Lavi đã còn rất là yếu. Còn Violet thì đầu game cũng mức dạng đó là khá là ổn, và giai đoạn cuối game thì cũng ổn. Cuối game thì có thể là Violet trong combat tổng không mạnh bằng Lavi, nhưng mà một chất tướng đó là cũng chơi ổn, chơi tốt. Tình huống này thì cấu nhử nhá, bởi vì anh em thấy thì giá tá và nà tém mình đang tính đó là tấn công liên tục, và cuối cùng thì cấu nhử thành công. Rồi, thiên rực của giá tá được sử dụng nữa, và hai màng FP và xạ thủ tém địch đã phải lên bảng điểm số. Khi mà kiểu đó là đông đội pính tấn công thì anh em nên chú ý cho mình. Khi anh em không cố tìm được, không ở cùng nhau thì những gọi là phá pính thì cực kỳ là quan trọng, tấn công hay là rụt lui. Thường thì pính nhánh là tấn công hay là rụt lui, nên anh em để ý cho mình một xíu. Có Paina nên là khả năng hồi máu thì cũng khá là tốt, không sợ. Pha này thì anh em thấy thì giá tá tím mình cũng chuẩn bị lại hỗ trợ. Lên ngục của ma lốc được sử dụng. Rồi, pha này thì chơi luôn này, quật luôn này, mình thì hơi hết năng lượng xíu. Giá tá thì mình thì cũng lại hỗ trợ rồi. Lượng máu của mình thì được bay ná bớm, nên là đầy cái máu rồi anh em ạ. Rồi, pha này thì quật này, đánh này, trù bắn mình nhưng không sao cả, kết liệu. Vật tiện xạ thủ tém địch lên bảng điểm số. Máu thì được cái là không sợ hết, bởi vì có binh máu di động đó là bay ná, nhưng mà năng lượng thì gần hết rồi anh em ạ. Nhân xét về đội hình 2 đội một xíu, tém bên địch thì cũng có những chất tướng khó chịu và khá là khỏe, đặc biệt ở giai đoạn V6. Còn team bên mình thì cũng có chất tướng đó là khó chịu, đặc biệt là vị trí của Paina nhé. Tất nhiên thì ở trận đấu này team bên bạn ít nhất cũng phải lên đó là sách truy hồn, đao truy hồn để giảm khả năng hồi máu của Paina. Chứ ở giai đoạn V cuối trận mà không có những món đồ giảm hồi máu thì Paina hồi máu quá là kinh luôn đấy. Tình huống này thì có một pha giao tránh, lên ngục của Malok được sử dụng, mình né được cú hất tung để từ lên ngục. Vẫn đáng được xả thật thương, búp giáp đến từ đó là vị trí của Malok. Vẫn đáng được xả thật thương, tiền xả thủ tém địch lên bảng điểm số, tốc biến bỏ chạy, quay trở lại xả thật thương. Ôi, nhưng mà Malok phá đỏ. Được. Có tổ chất anh em ạ. Một phá gọi là quẹt quỷ kiếm kết hợp thêm cái tốc biến nữa. Mình thì khoảng cách khá là xa nhưng mà vẫn bị Malok quẹt và mất đó là cái màn chấm dứt.
Một pha trao đổi mình nghĩ đó là có lời dành cho Malok. Nên là Malok làm điều đó thì đầu tư cái tốc biến có lãi như vậy là quá ok rồi. Trận đấu này thì anh em thấy team bên mình khắc chế thì mình đi khá là tốt. Có Omen này, rồi có đó là Giá Tá này, có Ná này, những chất tường cùng cơ động và có thể khắc chế vị trí như vị trí của cá hy tem đích chẳng hạn. Tình huống này thì anh em thấy thì team bên mình đang 3-2. Cứ cầu rỉa trước đã anh em ạ. Rồi pha này thì thủy lĩnh vào trụ rồi, luyện ngục của Malok được sử dụng. Ok, hiện tại thì tem bên đích vẫn đang xả thật thương các kiểu. Ná tem mình thì vẫn chưa lao vào. Ná tem mình quyết định bắt đó là vị trí của xà thủ tem bên đích. Nhưng mà xà thủ tem đích chạy được, Malok thì hết luyện ngục rồi nên là không thể chạy được. Mất luyện ngục, mất tốc biến rồi. Và cuối cùng bị chiêu cuối của mình tiến lên bảng điểm số. Nói chung Violet thì gặp Malok thì cũng không sợ cho lắm. Malok thì chỉ có cái luyện ngục làm vốn thôi. Với binh mã của di động đến từ vị trí của Payna thì lại cực kỳ là thích nữa, gần như không cần biến về. Rồi bắt luôn vị trí của với Red này, mất cái đoạt mảnh xích rồi, mất luôn quả cầu băng sướng. Bắt luôn nhá, không cho đó là về Red lui về luôn này. Này thì về Red này, tiện về Red lên bảng điểm số. Lại được bơm máu rồi. Và này thì Muratem đích đặt đó là cây bóng đó thì bắt luôn nhá. Rồi chiếu 2 làm chầm này, chiếu cuối gây thất thương này và kết liễu luôn anh em ạ. Anh em thấy ok không? Quả ok chứ lấy. Và tất nhiên thì sẽ lấy luôn cái trụ này để làm vốn. Về phần chiếu thứ của Violet thì khá là đơn giản đúng không? Chiếu thứ nhất anh em lồn bắn gây sát thương thôi. Chiếu thứ hai thì anh em tung ra thì sẽ làm chậm tốc độ di chuyển. Chiếu cuối thì anh em sử dụng theo hướng chỉ định, có thể là sử dụng kết liễu mục tiêu từ xa bởi vì chiếu cuối tâm khá là xa. Phù hiệu thì mình sẽ sử dụng luyện kiếm để tích lũy cái lượng vàng tốt hơn. Ví dụ bây giờ mình tích thêm được là 320 vàng rồi. Và cái lối trang bị dành cho đó là Violet thì tất nhiên cũng phải thay đổi so với trước. Không còn đó là lấy những món đồ thuộc dạng một bản gọi là lũ luôn nữa, mà lên theo thiên hướng đó tốc đánh cũng khá là nhiều. Ví dụ dây số mục này, rồi song đáo bảo táp này. Rồi pha này bắt luôn xà thủ tém đích này thì xà thủ tốc biến để né cú lên ngục nhá. Tiện xà thủ tém đích lên bàn điểm số, nhưng mà tình huống này thì chắc có lẽ là mình không thể chạy nổi nữa rồi. Khi mà tém đích không những 1, 2, 3 mà là 4 người luôn. Nhưng vậy là cũng khá là thành công. Omen tém mình thì đáng đẩy đó là khu vực tương ta thân khá là cao. Na tém mình bắt đó là cá hi, nhưng mà liệu có bắt được hay không? Cá hi tém đích tốc biến bỏ chạy sát với cố men được sử dụng thiến dư của Giá Tá bay được. Tiền một người lên bảng điểm số, Murat ảo anh chàng được sử dụng. Kết liều được màng của Giá Tá, hắn được cái màng chấm dứt. Ná tém mình băng vào, double kill dành cho Ná. Một pha giao tránh cũng khá là đẹp. Và cuối cùng thì anh em thấy thì team bên mình lên bảng điểm số một người và team bên địch lên bảng điểm số hai người. Ná thì được cải lời thì ở giai đoạn đầu game thứ nhất xanh xanh rồi thì chơi rất chứ nó thích cỡ đồng này, rồi sát thương thì ổn. Ở giai đoạn cuối trận thì chắc chắn là Ná thì sẽ không còn là quá mạnh mẽ nữa. Nếu nó tận dụng được giai đoạn đầu game thì sẽ đó là ok nhất. Giá Tá ở cuối game thì cũng không phải là chất tướng quá khỏe. Rồi pha này bắt về rep luôn đấy. Ui, một phá gọi là sát vực. Nhưng mà phá sát vực trật đến từ vị trí của Omen rồi. Phá đỏ sát vực trúng phát là ăn luôn đấy. Về phần đó là bảng ngọc dành cho Violet thì anh em lên cho mình như sau. Mức đỏ tỷ lệ chỉ mang và sát thương chỉ mang 5 viên. 5 viên còn lại thì tốc đánh tỷ lệ chỉ mang. Ngọc tím 7 viên tốc đánh tốc chạy, 3 viên hút máu. Còn ngọc xanh công vật lý và xuyên giáp. Rồi này thì về rep, này thì về rep này. 1, 2, 3. 3 người có hơi ít. Ôi đang còn bắn sướng. Ôi Ná tém mình lại lùng phạt. Thê hê luôn ấy. Ná gọi là chuyên gia ăn màng rồi. Và đầu tiên Ná lại phạt là quả là đẹp luôn anh em ạ. Lùng double kill luôn. Tình huống đó thì hơi đáng tiếc một xíu. Mình một cú bắn nhẹ nhàng được thôi là ăn được hai người luôn anh em ạ. Cấn bá rồi nhưng mà cuối cùng thì không được. Omen bắt Murat nhưng mà bị Murat áo nhảy bằng cái áo anh chàng. Một lần nữa thì Ná tím mình lại đó là một quẹt phạt lại tiền Murat lên bảng điểm số. Đúng là thân Ná anh em ạ.
cái lối lên đồ của Violet thì lấy những món đồ đó là đầu tiên thì dây dù mục tăng tốc đánh này, tiếp đến thì hai món đồ chỉ mang thành kiếm rồi sóng đao và tạp. Món đồ thứ tư thì sẽ lên diệt thân cúng xuyên giáp. Món đồ thứ năm thì sẽ lên cây nánh, cộng thêm công vật lý đối phương dưới 50% máu chịu thêm 30% sát thương. Và cuối cùng giáp hồn mình đều là đảm bảo an toàn. Đấy là build đồ chuẩn chỉ nhất dành cho vị trí của Violet rồi. Build đồ này thì tốc đánh của anh em khá là ổn này. Rồi lượng sát thương thì sẽ được tối ưu nhất. Có xuyên giáp đến tư đó là diệt thân cúng. Rồi pha này chơi luôn vị trí của Violet này, có bay ná lại thì mình không sợ nhá. Bình máu dí đồng thế này thì cứ solo thoải mái. Ôi pha này cũng khá là nhiều sát thương. Nhưng mà cuối cùng thì cũng lên bảng điểm số mình thì lại gần đây cấy máu rồi. Violet thì chất tưởng nếu mà zone combo thì đẹp á, là tiền một người lên bảng điểm số liền. Nhưng mà với sự hồi phục đến từ đó là vị trí của Vayna thì anh em thấy bơm máu liên tục này, bắn này, kết liễu bằng chiêu cuối này. Sát vực được sử dụng rồi thì không thể chạy nổi nữa. Ảo ảnh cảm của Murat được sử dụng nhưng mà lượng máu của mình hết, nhưng mà vẫn chưa phải lên bảng điểm số. Có Vayna thì chả dài gì mà về cả đúng không? Và pha này lên tổng tấn công và kết thúc trận đấu luôn thôi. Một trận đấu khá là hủy diệt trên doanh chiến tướng. Bởi vì trận đấu này anh em thấy team bên mình đội hình cũng đẹp và chơi cũng hay cả. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip nha. Bye bye.